Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Ủy ban Caritas Thư liên đới trong việc sử dụng nước Linh mục Du Xe Ngô Sĩ Đình Giám đốc Caritas Việt Nam đã gửi thư mời gọi mọi người hưởng ứng chương trình Liên đới trong tình anh chị em năm 2021. Cụ thể, lá thư mời gọi mọi người tiết kiệm nước. Thư tha thiết xin mời mọi người vì lợi ích chung và giúp cho nhiều người có nguồn nước sạch. Kính thưa quý cha và anh chị em, chủ đề Caritas Việt Nam năm 2021 là Liên đới trong tình anh chị em, được lỗ lục tại miền Trung vừa qua anh chị em đã bày tỏ tình liên đới một cách rất cụ thể qua những chuyến viếng thăm và cứu trợ đồng bào. Hiện nay bão lũ đã đi qua Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Việt Nam và quý ân nhân vẫn đồng hành với anh chị em nạn nhân bão lũ lụt trong các dự án phục hồi kinh tế, qua những dự án sửa nhà, xây nhà mới, cung cấp con giống hoặc cây trồng, cung cấp nước sạch. Tình liên đới của chúng ta dành cho những người hoạn nạn gặp cảnh khó khăn quả là đáng trân trọng. Tất cả những tấm lòng quảng đại đó đều xuất phát từ lượng từ bi của Chúa. Đứng chắc chắn sẽ quảng đại với chúng ta và quý ân nhân. Tiếp nối tình liên đới với tình anh chị em, chúng tôi đề nghị chọn chủ đề tháng 3 là thực hiện tình liên đới qua việc sử dụng nước sinh hoạt. Chúng ta chọn chủ đề này vì ngày 22 tháng 3 được tổ chức Liên Hợp Quốc chọn là ngày nước thế giới. Ai cũng biết là nước là một nhu cầu rất cần thiết cho cuộc sống con người. Nhưng hiện nay tại nhiều nơi nguồn nước uống và nước sạch vẫn là món hàng xa xỉ đối với nhiều anh chị em chúng ta. Nếu thực sự nguồn nước chưa phải là vấn đề khó khăn đối với một số đông anh chị em, thì chúng ta cũng không thể thờ ơ trước vấn nạn mang tầm quốc tế này. Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đang thực hiện tại Việt Nam, thì quyền được nước sạch và vệ sinh môi trường đứng hàng thứ 6. Nhìn rộng hơn, hiện nay trên thế giới có khoảng 780 triệu người chưa được tiếp cận với nguồn nước an toàn. Trong thông điệp tất cả anh em, Đức thánh cha Francisco đã nhắc nhở những người có điều kiện dùng nước dư giả dạ, nhưng chọn tiết kiệm nước vì lợi ích của gia đình nhân loại rộng lớn hơn, đó là những người đã đạt được cấp độ đạo đức cao, giúp họ nhìn quá vượt lợi ích bản thân cũng như nhóm của mình, Ngài khẳng định đó là những người có cách sống mang tính nhân bản tuyệt vời. Chúng ta đang sống trong những ngày mùa chay, thiết tưởng một trong những cách thức giữ chay thiết thực là chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, trong đó việc bảo vệ môi trường nước Cụ thể, xin quý cha giám đốc hướng dẫn anh chị em hội viên Caritas có những hành động cụ thể như tiết kiệm nước trong sinh hoạt gia đình, bảo vệ nguồn nước sạch bằng cách không vứt rác bừa bãi, không phóng uế hay vứt xác động vật xuống sông rạch, không dùng phân tươi làm phân bón, sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước và những sáng kiến cụ thể tùy theo địa phương. Hiện nay chúng ta vẫn chứng kiến những tấm gương quảng đại cung cấp nước uống miễn phí cho khách đi đường. Đó là những hình ảnh tốt đẹp dường như đang đáp lại lời đề nghị của Đức giê -xu với người phụ nữ Samari. Xin chị cho tôi chút nước uống. Một chút thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày tuy nhỏ nhoi nhưng tinh thần liên đới. Chúng ta đang cùng nhau làm cho nên lịch sử nhiều phong trào đại chúng đang được thực hiện như vậy. Nhưng dịp tháng 3, thay mặt Caritas Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến quý sơ, quý anh chị em cộng tác viên những ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Chúng con cũng chúc mừng quý cha giám đốc, và Caritas Xuân Lộc nhân lễ bổ mạng mùng 8 tháng 3, xin thánh bổ mạng an Thiên Chúa đồng hành với Caritas Xuân Lộc trong những dự án tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý cha, anh chị em Caritas và quý ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse chúc lành cho những dự định của chúng ta. tin COVID-19 Thông báo của Tổng giáo phận Sài Gòn và giáo phận Cần Thơ Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo trở lại sinh hoạt một vụ bình thường và không tổ chức lễ dỗ tôi tớ chúa Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cách long trọng Ngày 8 tháng 3 năm 2021 Cha Phaero Kiều Công Tùng đại diện Đức Giám Mục đã ra thông báo để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho các tín hữu và bảo đảm đời sống toàn diện của các cộng đoàn Xin quý cha, quý bề trên tổ chức các sinh hoạt, mục vụ và cử hành phụng vụ bình thường trong cộng đoàn của mình kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, mỗi người cần luôn ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng với tinh thần cảnh giác theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại giáo phận Cần Thơ, Đức Cha thông báo như sau. Nếu ngày vỗ tổ tôi tới Chúa được tổ chức trọng thể, có thể sẽ nguy cơ lây nhiễm cộng đồng diện rộng. Hàng chục ngàn khách thành hương sẽ đến từ nhiều tỉnh thành, từ cả những nơi đổ dịch, nếu chỉ một người dương tính với COVID thứ 19, hàng ngàn người khác có thể bị lây nhiễm và trở thành ổ dịch lây nhiễm cộng đồng. Như vậy sẽ gây nhiều khó khăn cho việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã dạy chúng ta sống phúc âm giữa lòng dân tộc Do vậy vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và của giáo hội công giáo Việt Nam, tôi kính báo với đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận Cần Thơ như sau. Ngày dỗ 12 tháng 3 năm 2021 của tôi tới Chúa sẽ không được tổ chức trọng thể và chính thức tại trung tâm hành hương ở Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Kính mong được thông cảm. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn phải tiếp tục cảnh giác vì không ai có thể chắc chắn ở Việt Nam không có mầm bệnh thậm chí ổ dịch tiềm tàng trong cộng đồng. Chúng ta cảnh giác nhưng luôn tin tưởng vào lòng quan phòng của Thiên Chúa. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn Thánh lễ dỗ mãn tang Đức Cố Tổng giáo mục Phao Lô, Bùi Văn Độc ngày 6 tháng 3 năm 2021 Đức Cha Du Xe Nguyễn Chí Linh Tổng giáo mục Giáo phận Huế Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã bày tỏ lòng quý trọng, lòng biết ơn về những sự cống hiến, phục vụ của Đức Cố Tổng Giáo Mục cho giáo hội. Khi Ngài chủ sự Thánh lễ dỗ mãn tang Đức Cố Tổng Giáo Mục Phao Bùi Văn Đọc vào lúc 8 giờ 30 ngày 6 tháng 3 năm 2021 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Mở đầu thánh lễ Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh nói về sự hiện diện của Ngài thay mặt quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với quý đức cha hiện diện nơi đây dân thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho đức cố ngài bày tỏ lòng quý mến nhất lòng biết ơn về những sự cống hiến phục vụ của đức cố tổng giáo mục cho giáo hội đức tổng giáo mục nói tiếp dù không được tham dự thánh lễ trực tiếp nhưng tôi tin rằng có nhiều người tham dự trực tuyến cùng hiệp thông với hội đồng giáo mục việt nam với tổng giáo phận sài gòn với giáo phận mỹ tho giáo phận đà lạt đó là những nơi đức cố tổng giáo mục đã phục vụ nhiều năm tâm huyết ngài lại là đại ân nhân của chúng ta trong thân phận con người không tránh khỏi những lỗi lầm chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho ngài trong bài giảng đức giám mục du xe đỗ mạnh hùng giám mục giáo phận phan thiết nguyên giáo mục giám quản tổng giáo phận sài gòn đã nhớ về dấu ấn dân chào cảm xúc thương tiếc trong lòng không chỉ của cộng đoàn dân chúa mọi người đi bộ theo đoàn di quan trong thinh lặng với ngọn nến trên tay vừa đi vừa suy niệm hay có những tiếng đọc kinh nhỏ theo từng nhóm và dòng nhạc nền vang lên tâm tình con vẫn trong cậy chúa những hình ảnh này đã in sâu trong tâm trí nhiều người. Đức cố tổng giám mục Phaolô là vị mục tử đã sống trọn vẹn trong ngôn của mình. Chúa là niềm vui của con. Ngài thể hiện cuộc sống tràn đầy niềm vui, niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Đức cố tổng giám mục Phao Lô đã hoàn tất hành trình đức tin 74 năm với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục sống trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa. Sự ra đi rất nhanh, đột ngột của ngài làm mọi người ngỡ ngàng, buồn thương. Lời Chúa trong bài phúc âm an ngũi chúng ta, ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh Mục Inesio, Tổng Đại diện đã thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa, cảm ơn Đức Tổng Giáo Mục Chủ Tế, cảm ơn Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Linh Mục, cùng Cộng đoàn Hiệp Dân Thánh Lễ hôm nay. Ngài bày tỏ niềm yêu mến đối với Đức Cố Tổng Giáo Mục Phao Sau cùng, Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho lời trang trối của Đức Cố Tổng Giám Mục Phao Lô về việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được sớm hoàn thành tốt đẹp. Một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!